Hello mọi người, các công xin chào mọi người. Chào đón mọi người quay lại với series hài hước cùng các công. Câu chuyện hài hước đầu tiên của ngày hôm nay có tên là Nói thật. Trước ngày cưới, cô gái nói với người yêu: anh yêu, sau này lấy em, anh có đánh em không? Không bao giờ. Thật chứ anh? Thật. Anh không lừa dối em đấy chứ? Đã bảo là anh nói thật rồi cơ mà, cứ hỏi mãi. Bực lên anh lại cho mấy cái ba tát bây giờ. Bực lên anh lại cho mấy cái tát bây giờ. Câu chuyện có tên là Bộ râu đem lại niềm tin. Sắp trải qua một ca phẫu thuật khá nặng nên lúc bước lên bàn mổ, bệnh nhân rất lo lắng. Khi tiến hành gây mê, bác sĩ trấn an anh ta: anh đừng lo, tất cả rồi sẽ ổn thôi. Anh có nhìn thấy bộ râu của tôi không? Khi thức dậy, anh sẽ thấy tôi vẫn ở bên cạnh anh với bộ râu này. Bệnh nhân bắt đầu ngấm thuốc mê. Bộ râu của bác sĩ nhòe dần và đi vào giấc ngủ. Khi mơ màng tỉnh lại, quả nhiên hình ảnh đầu tiên con bệnh cảm nhận được là vẫn là bộ râu. Nhớ đến bác sĩ đã nói, anh run rẩy quờ lấy bàn tay ông ta: ôi ông bác sĩ có chòm râu phúc hậu, cảm ơn ông đã đem lại niềm tin cho tôi. Thôi nào, con hãy bình tĩnh, mọi chuyện đã qua rồi. Ta là Thánh Pia. Vâng, welcome to thiên đường. Câu chuyện có tên là Tây Du Ký Chế hồi 2. Thâu nhận ngựa bạch. Nào ngờ lúc quay lại đã chẳng thấy con ngựa của Đường Tam Tạng đâu. Đường Tam Tạng túm cổ thổ địa kêu lên: con ngựa của ta đâu, mau trả lại đây. Ông có mua vé tham quan đâu, lại còn không mua vé trông ngựa. Không đóng phí mà đòi tôi có trách nhiệm, phải đền ông ư? Tôn Ngộ Không cười khẩy: thôi bỏ đi, sư phụ để cho con. Nói rồi, Tôn Ngộ Không hóa ra một con đai lần mới cáu: sư phụ chơi con này được chứ? Ta không có bằng lái xe. Tôn Ngộ Không nghe vậy lại biến ra một con Mercedes. Con này thì sao? Rất hợp với dáng thầy. Đã nói là không có bằng lái xe mà lại. Tôn Ngộ Không bĩu môi: sư phụ nhà quê khủng khiếp. Nói rồi, Ngộ Không vọt lên trên cao, chợt thấy một con rồng đang bay lượn thì vội vàng bay tới, túm lấy râu nó, giáng cho mấy đấm: có phải mi ăn cắp ngựa của chúng ta không? Con rồng kêu lên oai oái: đại ca tha cho em, tha cho em chỉ vì đói quá thôi. Thế mi là ai? Em vốn là thái tử của Long Vương, cãi nhau với phụ vương nên quyết định bỏ nhà đi Thiên Trúc chơi. Nào ngờ giữa đường đánh bạc hết tiền, đói quá làm liều, đành phải chém con ngựa của đại ca thôi. Hóa ra bỏ nhà đi bụi đời. Tôn Ngộ Không cười khẩy: mi ăn ngựa sống mà không sợ H5N1 à? Con rồng cười phá lên: đại ca vừa ở trên sao hỏa xuống hay sao mà không biết H5N1 là virus cúm gà,
chỉ ăn gà mới nhiễm thôi. Tôn Ngộ Không quê độ gắt, tao biết thừa, chỉ thử mày thôi, giờ ngựa tao mày chén rồi, tính bồi thường thế nào? Tiền em hết rồi, đại ca xem có đồ gì cứ lột tạm. Thôi khỏi, chú mày vừa đánh bạc cháy túi, còn qué gì nữa cho tao lột chứ. Hay mày biến thành ngựa cho thầy tao cưỡi nhớ. Ngựa đực hay ngựa cái hả đại ca? Thế là mày là đàn ông hay đàn bà? Tôn Ngộ Không quát tướng lên rồi giơ gậy toan bổ xuống. Tiểu Bạch Long thấy vậy hoảng hồn, vội hóa thành con ngựa trắng nói: em đùa thôi mà đại ca, cẩn thận nóng quá đứt mạch máu não đấy. Thấy Tôn Ngộ Không dẫn Tiểu Bạch Long về, Đường Tam Tạng mừng lắm nói: thằng thế mà khá, chớp mắt đã tìm được ngựa rồi. Rồi ông cúi xuống nói nhỏ: này có phải chôm chỉ ở đâu thế? Yên tâm đi sư phụ, sư phụ có cưỡi, từ giờ đến Tây Thiên cũng chẳng ai bắt sư phụ đâu. Nếu người ta bắt thì người phải chịu trách nhiệm đấy nhé. Nóng quá. Mới mát được mấy hôm lại nóng lại rồi. Câu chuyện có tên là Tên. Trong một buổi tiệc, MR lân la hỏi AD: bạn tên gì? AD: xấu lắm, tôi tên là Thạch Thủy. MR: Thạch Thủy à, tên đẹp đấy chứ. AD: không phải, Thạch là đóa, Thủy là nước, cục đá chọi vô nước là tên tôi đó. MR chấm hỏi. AD: vậy cũng không biết, tôi tên là Tổng. Đúng rồi, đá chọi vô nước kêu cái Tổng một phát. MR: hả, xém xỉu, tên là Tổng. Câu chuyện có tên là Bông Hồng Có Chân. Bé Vova đi học lớp 1, hôm nay cô giáo dạy vẽ và kêu mỗi bé hãy tự vẽ một bông hồng theo cách suy nghĩ và trí tưởng tượng của mình. Và Vova nắn nót vẽ để nộp bài cho cô giáo như các bạn. Cô giáo say sưa chấm bài, hết bài này đến bài khác, bỗng nhiên cô dừng lại và ánh mắt tỏ vẻ không hài lòng. Cô kêu tên Vova lên và cô hỏi. Cô thật bất ngờ trước bức tranh bông hồng của con. Hãy nói cho cô biết, đã bao giờ cô dạy con vẽ bông hồng có chân không? Vova ngây thơ mắt ngấn lệ. Thưa cô, vì tối qua con nghe ba con nói với mẹ con rằng bông hồng bé nhỏ của anh ơi, em hãy dang hai chân ra đi. Úi giời ơi, vô ba ơi là vô ba. Bông hồng bé nhỏ của anh ơi, em hãy dang hai chân ra đi. Câu chuyện có tên là Chấp Nó Làm Gì. Vợ phát hiện ra chồng mèo mỡ ghen tuông. Chồng thanh minh, em biết không, gì em cũng hơn nó hết. Đây, nhà to, em ở với anh cả đời. Nó chỉ ở với anh phòng khách sạn mấy chục mét vuông. Có một đêm, chấp nó làm gì, tiền lương anh đưa em hết, chỉ đưa nó vài vé thôi. Chấp nó làm gì, em hàng trăm bộ quần áo, nó nghèo lắm, quần áo không đủ mặc đâu. Có vài mảnh che thân, chấp nó làm gì. Còn về nhan sắc hả,
Nó phải kêu em bằng cụ. Chấp nó làm gì? Kêu em bằng cụ. Xong. Tối nay mày tha hồ mà xin lỗi nhé. Tha hồ mà năn nỉ. Câu chuyện có tên là Tuần lễ Free. Một người Mỹ vào tiệm hớt tóc. Khi hớt xong, chủ tiệm không tính tiền vì hôm nay là ngày của tuần lễ Free. Sáng hôm sau khi mở cửa, chủ tiệm tóc nhận được 20 bông hồng mang ý nghĩa cảm ơn. Một lát sau, một người Ý vào hớt tóc cũng Free. Thế là sáng hôm sau, chủ tiệm nhận được 20 chiếc bánh pizza. Một lúc sau, một thanh niên người Việt vào hớt tóc và cũng được Free. Sáng hôm sau khi mở cửa, người chủ tiệm hớt tóc giật mình vì có 20 ông Việt Nam đang đứng chờ. Câu chuyện có tên là Ăn vụng mẹ. Con ăn vụng canh phải không, Quỳnh? Không như thế được. Khi con ăn, con có đánh đổ ra quần áo đâu. Câu chuyện có tên là Đầu to bằng cái bồ. Chuyện kể rằng lúc Quỳnh còn nhỏ, mới 7-8 tuổi, Quỳnh đã tỏ ra thông minh, đỉnh ngộ, nhưng cũng là một đứa trẻ chúa nghịch. Hồi ấy bọn trẻ thường chơi trò xước sách, lấy tàu chuối làm cờ, lá sen làm lọng. Trong trò chơi, Quỳnh bao giờ cũng lấn lướt. Một đêm mùa thu, trăng tháng 8, sáng vằng vặc, đang chơi với đám trẻ ở sân nhà, Quỳnh bảo, chúng bay làm kiệu cho tao ngồi, rồi tao đưa đi xem một người mà cái đầu to bằng cái bồ. Lũ trẻ tưởng thật, liền tranh nhau làm kiệu, rước Quỳnh đi vòng vòng quanh sân, mệt thở muốn đứt hơi, xong chúng nhất định bắt Quỳnh phải giữ lời hứa. Lúc ấy trăng đã mờ, Quỳnh bảo, tụi bay đứng đợi cả ở đây, tôi đi đốt lửa soi cho mà xem. Bọn trẻ nhỏ hơi sợ, không dám ở lại, chỉ những đứa lớn hơn bạo dạn đứng chờ. Quỳnh lấy lửa thắp đèn xong đâu đấy, rồi thò đầu che ngọn đèn bảo, kìa, trông trên vách, ông to đầu đã ra đấy. Anh nào cũng nhìn nhớn nhơ nhớn nhác, thấy bóng đầu Quỳnh ở vách to bằng và cái bồ thật. Lũ trẻ biết Quỳnh xỏ, quay ra bắt Quỳnh làm kiệu đền. Quỳnh chạy vào buồng, đóng cửa lại, kêu ầm lên. Ông bố tưởng là trẻ đánh, cầm roi chạy ra, lũ trẻ chạy tán loạn. Quỳnh rất là thông minh các bạn nhỉ, thông minh từ nhỏ. Thông minh ăn người. Câu chuyện có tên là Lính của ai gan dạ hơn. Hôm đó các vị tướng của Mỹ, Trung Quốc, Đông Lào đang ngồi nhậu với nhau. Lúc cao hứng, cả ba liền đề nghị thử xem lính của ai gan dạ hơn. Đầu tiên, vị tướng thủy quân lục chiến Mỹ nói với tên lính hầu cận, mày leo lên tàu, chạy ra ngoài khơi, nhảy xuống cho cá mập ăn đi. Tên lính gật đầu, xua, nhảy xuống bể cá mập, máu loang tung tóe. Vị tướng pháo binh của Trung Quốc cũng không vừa, nói với người lính của mình, mày leo vào khẩu pháo, cho tao châm ngòi, bắn vào bức tường kia, nhen.
Tên lính mặt tái mét leo vào khẩu pháo, vị tướng châm ngòi, pháo nổ cái bùm, máu thịt văng cái phọt, dính vào bức tường cái bẹt, nhầy nhụa gớm ghiếc, không thể tả. Vị tướng thứ ba của Đông Lào quay qua nói với lính của mình: mày làm gì cũng được mà phải can đảm hơn hai thằng hủi nãy nghen. Người lính quay qua nói: cục cức đéo làm. Dám quay qua chửi tướng quân là can đảm rồi. Câu chuyện có tên là Anh chồng tham ăn. Có một anh chồng đã gần già rồi mà còn tham ăn. Thường ngày vợ đi vắng, đến bữa nấu cơm hay bỏ thêm gạo để ăn cho no. Thật ra thì bữa cơm cũng thừa. Chị vợ lấy làm lạ, sao gạo ít mà cơm lại nhiều. Một hôm chị đi cuốc cỏ, gần trưa chị về nấp ở sau nhà. Lúc anh chồng nấu cơm gần sôi, liền vào buồng, hai tay bốc hai nắm gạo rồi đem ra bếp để bỏ thêm vào nồi. Vì hai tay mắc gạo nên không biết làm thế nào để mở vung. Loanh quanh một hồi, anh chàng há miệng ngậm vung, lửa trong bếp đang đỏ rực, lửa liếm rát mặt và liếm luôn cả bộ râu. Ngẫm lại thấy thẹn, anh chàng lên giường đắp chiếu nằm, nằm rên hư hử. Chị vợ hỏi, anh ta bảo bị mệt. Chị giả đem chầu cau đi bói, một lát trở về, chị thuật lại lời thầy bói: thượng tấn hạ tấu, hai tay bốc gấu, miệng ngậm lấy vung, lửa cháy tứ tung, cháy râu quai hết. Anh chồng biết ý, mặt đỏ rừ. Từ đó mỗi khi nấu cơm, anh ta không bốc thêm gạo bỏ vô nồi nữa. Các bạn cái đoạn này hay không? Thượng tấn hạ tấu, hai tay bốc gấu, miệng ngậm lấy vung, lửa cháy tứ tung, cháy râu quai hết. Quá hay, rất là văn thơ. Câu chuyện có tên là Theo sách. Trong giờ học môn địa, cô Lan: em hãy nhìn sách giáo khoa cho cô biết sông Hồng nằm ở đâu. Lan: thưa cô, nằm ở dòng thứ 6, trang 50 ở sách địa ạ. Các bạn thấy bá đạo không? Đó, giờ tài liệu là phải trình độ bá đạo như vậy. Quá bá đạo. Bá đạo thế này thì chấp bài thi của cô, em rửa tài liệu trong phút mốt. Câu chuyện có tên là Nhất bên trọng, nhất bên khinh. Một anh thợ mộc hay chữ vào làm cho nhà một ông quan hưu trí. Ông quan thấy anh ta lanh lợi, nói năng hoạt bát mới hỏi: trước kia anh có học hành được chữ gì không? Anh ta trả lời: bẩm có ạ. Ông quan liền chỉ con ngựa bạch quý của mình đang đứng ăn ở góc sân, bảo: anh thử làm bài thơ vịnh con ngựa xem, hay thì ta sẽ thưởng. Anh thợ mộc ứng khẩu đọc: bạch mã mau như tuyết, ngựa trắng lông như tuyết, tứ túc cương như thiết, bốn chân cứng như sắt, tướng công kỵ bạch mã, ngài cưỡi ngựa trắng, bạch mã tẩu như phi, ngựa trắng chạy như bay. Quan gật gù khen hay rồi thưởng cho một thúng thóc, một quan tiền. Anh thợ ra về,
gánh bên thúng thóc, bên đồ lệ đồ nghề, thất bên nặng, bên nhẹ, liền nói chữ, nhất bên trọng, nhất bên khinh. Quan nghe nói, liền cho thêm một thúng thóc nữa để gánh cho cân. Anh ta về nhà kể lại câu chuyện cho mọi người nghe. Có anh hàng xóm rốt đặc cán mai, nhưng thấy được lắm tiền, lắm thóc như thế, nổi tính tham, liền bảo anh thợ mộc dạy cho bài thơ và câu nói chữ nọ. Học thuộc rồi, anh ta cũng sắp một đôi quan gánh và một ít dụng cụ vào dinh quan xin việc. Quan cũng hỏi anh như lần trước, và anh này hí hửng đáp mình là học trò. Quan nhìn ra sân, thấy bà cụ quét sân bèn bảo anh thơ. Anh ta làm thơ vịnh bà cụ. Anh này đã hơi lúng túng vì chỉ thuộc mỗi bài thơ vịnh con ngựa. Bây giờ biết vịnh bà cụ thế nào, nhưng đã chót thì phải chết cho phải chết. Cũng ứng khẩu đọc thơ: bà cụ mau như tuyết. Quan gật đầu, ừ được đấy. Nghe quan khen, anh ta vững bụng đọc tiếp: tứ túc cương như thiết. Quan cau mày, ý hơi ép nhưng cũng tạm được, ngâm tiếp đi. Mừng quá, anh này đọc một mạch: tướng công kỵ bà cụ, bà cậu bà cụ tẩu như phi. Quan nghe xong giận quá, quát người nhà nọc ra đánh cho 30 roi vào mông. Đứng dậy, anh ta vừa xoa vừa nói: nhất bên trọng, nhất bên khinh. Quan nghe nói liền bảo đánh thêm 30 roi nữa vào lưng cho cân. Ngu mà cũng đọc, học học người ta hay chữ để được thưởng tiền này. Ăn roi là đáng. Câu chuyện: trâu chui cũng lọt. Hai anh em nhà nọ, bố mẹ mất sớm, để lại một gia tài kha khá. Người em chăm chỉ làm ăn, người anh thì lười biếng nghiện rượu, nghiện chè, đủ thứ, cuối cùng nghiện cả thuốc phiện. Rước bàn đèn về nhà, người em can mãi vẫn không nghe. Nhà cửa ruộng nương bán dần, chỉ còn con trâu định bán nốt. Người em mới nghĩ ra một kế, làm cho anh tỉnh ngộ. Hôm ấy định thả trâu ra ăn cỏ, nhưng anh không tháo cửa chuồng, cứ đứng ngoài quát. Con trâu loay hoay mãi không ra được. Người anh nằm trên bàn đèn, thấy chướng mắt liền hỏi: không mở cửa chuồng, con trâu to thế kia ra làm sao được? Bây giờ người em mới nói: anh ơi, cơ nghiệp nhà ta to gấp mấy con trâu cũng chui lọt lỗ xe điếu. Huống hồ cửa chuồng này to gấp ngàn lần lỗ xe điếu đó, nó chui không lọt hay sao? Nghe câu nói thấm thía, người anh ấy lấy làm suy nghĩ, ôm lấy em khóc nức nở. Từ đó tu tỉnh dần. Chỉ có chuyện thôi, ngoài đời dễ gì mà được như vậy. Ngoài đời đã nghiện thì chỉ có ngáo đá thôi. Câu chuyện có tên là Nhìn Đểu. Mày nhìn đểu tao hả? Dạ đâu có, mắt em lé. Mày cười đểu tao hả? Dạ đâu có, miệng em méo. Vậy thì tao oánh mày, cái tội xấu xí lại thích gây chú ý. Chuyện vớ vẩn thật. Thằng tác giả này là cái thằng mà đánh người ta vì tội người ta xấu xí đây. Câu chuyện có tên là Đạp Mái 10 lần. Hai vợ chồng trẻ nọ đi tham quan một trang trại. Người chủ trang trại giới thiệu một con gà trống rất đẹp mã và nói: từ sáng đến giờ
Nó đã đạp mái 10 lần rồi đó. Người vợ quay sang chồng hỏi giọng miệt thị: Nghe thấy không? Anh phải học hỏi con gà đó. Anh này liền kéo vợ lại chỗ ông chủ trại gà và hỏi: Nó làm được việc ấy với 1 hay 10 con gà mái? Dĩ nhiên là 10 con mái rồi. Người chồng quay sang hỏi vợ nói: Nghe thấy không? Có muốn tôi thử không? Rất là thâm ý các bạn ạ. Muốn tôi 10 lần thì phải cho tôi 10 cô. Chứ mình bà thì tôi làm một lần là ớn lắm rồi. Câu chuyện có tên là Danh thủ cờ tướng. Có một người rất ham chơi cờ tướng và thường khoe khoang là cao tay, sắc nước, ít ai bì được. Một lần anh ta đánh cờ với một người khác, anh ta bị thua 3 ván liền. Hôm sau có người vờ không biết hỏi: Tối qua chơi mấy ván? Anh ta trả lời: 3 ván. Thắng thua thế nào? Anh ta nói dõng dạc: Nước cờ tối qua à? Ván thứ nhất tôi không thắng anh ta, ván thứ hai anh ta không thua tôi, ván thứ ba tôi bảo thủ hòa, anh ta dứt khoát không nghe. Ngu nhưng mà được cái hay chữ. Câu chuyện có tên là Ai tài hơn. Con của hai luật sư khoe với nhau: Mày xem bố tao có tài không? Ông X tham ô 19 tỷ đồng nhờ bố tao. Nói có 1 giờ mà ông chỉ bị có 2 năm tù treo. Nhằm nhò gì? Lão Y buôn lậu tới 2 kg heroin. Nhờ bố tao nói có 1 câu mà lão khỏi phải tù ngày nào. Bố mày nói câu gì mà tài thế? Câu ngắn thôi, đề nghị tử hình. Câu chuyện rất là hài. Video hài hước của các công đến đây là hết. Tạm biệt mọi người.